Cô gái này lấy được một anh chồng cảnh sát, tưởng hạnh phúc mà cuộc sống lại nhuốm màu tang thương. Cất rượu đi trong khi chồng đang dở mồm cô liền bị táng, gã đè vợ xuống sàn chửi rủa như con. Bị tác động vật lý đến tím cả mắt, cô gái không nhịn được mà phản kháng bất ngờ. Bỏ nhà đi, cô tìm đến vùng đất mới với dự định làm lại cuộc đời kể từ đây. May mắn mỉm cười khi cô được một anh chàng bản xứ đem lòng yêu mến, dù đã hai con nhưng đại khái anh ấy vẫn còn ngon. Trong đêm khuya thanh vắng vang lên những tiếng người lớn học đánh vần, nhưng con đường trước mắt vẫn rất nhiều gian truân. Thằng chồng tệ bạc đến tận nơi tìm kiếm, hắn tưới xăng đốt cả căn nhà. Ngọn lửa rực cháy sáng rực một góc thị trấn, bản thân cô ấy cũng bị khống chế dưới đường. Khẩu súng trên tay gã đàn ông muốn đồng quy với vợ, ăn không được thì bố sẽ đạp đổ luôn. Bình minh còn chưa ló dạng, Erin đã hoảng loạn chạy khỏi nhà với đôi chân trần đầy máu, cầm theo bọc quần áo cô đến gõ cửa nhà người hàng xóm xin bà cho trú ẩn. Hôm sau, Erin thay đổi ngoại hình, cắt tóc ngắn và nhuộm màu bạch kim, cô đến trạm xe buýt mua vé để rời đi thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Các cụ gánh nên viên thanh tra không giả soát hết, Erin thành công đến vùng đất mới làm lại cuộc đời. Qua chặng đường dài đổi rất nhiều tuyến xe buýt, cuối cùng cô dừng chân tại một làng trải ven biển. Vào cửa hàng, Erin móc ra $1 mua tách cà phê đen không đường, rồi trầm ngâm nhìn đàn hải âu bay lượn theo chiều gió. Đêm hôm đó, gầm cầu trở thành nơi để Erin chợp mắt, sáng tỉnh dậy cô ngay lập tức đi xin việc làm. Quán gần đây khá đông nên dù chưa có kinh nghiệm, Erin vẫn được nhận, bà chủ đích thân giúp cô ấy làm quen với công việc. Erin thuê một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng hẻo lánh, dù nó khá sập sệ nhưng được cái giá rẻ như cho. Vừa chợp mắt, cơn ác mộng đã ập về trong tâm trí, cô dậy khỏi giường ra đóng cửa sổ cho bớt cái cảm giác bất an. Lùi chân miếng gỗ lát nền sập xuống, Erin ghé mắt nhìn thì thấy có con chuột bên trong. Thở dài ngao ngán nhưng cô đành chịu, tiền có ít sao mà được hít lòng thơm. Sáng sớm hôm sau, Erin tới cửa hàng tạp hóa, tính mua ít sơn để sửa lại sàn nhà. Cô bé sún cười như lắc lẻ, cứ như thế bọn họ bắt đầu làm quen. Erin tự giới thiệu mình là Kitty, nhờ Lee xe lấy cho mình quyển sách chọn màu. Đúng lúc ấy bố đứa trẻ bê hàng về tới, anh ngạc nhiên khi cô gái lạ vẫn còn ở đây. Khách du lịch ghé qua chỉ dừng chân 10 phút, nhưng Kitty bảo mình thích nơi này. Thanh toán xong, cô ôm đồ về cất, rồi nhanh chóng có mặt tại chỗ làm. Thấy cảnh sát, mặt Kitty ngay lập tức biến sắc, nhưng rất may không phải họ đến để điều tra. Trở về nhà, cô thấy người phụ nữ đang nhòm qua cửa sổ, cất tiếng hỏi thì cô ấy giật mình phân bua. Nói rằng bản thân tò mò lên làm như thế, bởi rất lâu rồi mới nhìn thấy một người hàng xóm xung quanh. Dù cũng từ nơi khác chuyển đến sống, nên họ nhanh chóng làm bạn kết thân. Cùng lúc đó, viên thanh tra vẫn tiếp tục truy lùng hung thủ, có điều giờ này gặp rất nhiều khó khăn. Từ Atlanta có thể bắt xe đến bất kỳ đâu của nước Mỹ, manh mối không có nên bế tắc vô cùng. Kitty đến cửa hàng gặp Alex, bảo anh ấy đặt giúp mình 4,5 kg sơn màu vàng. Ly xe nằm ngoài cửa vẽ tranh, vừa lúc xong nên tặng cho bà cô một bức. Nhờ có sự thân thiện của những người dân miền biển, Kitty đã thích nghi với cuộc sống mới nhanh hơn. Trên đường về có dâu cùng chung bước, đến ngã ba họ rẽ hướng chào nhau. Qua lời bà chủ, Kitty mới biết vợ Alex đã chết vì căn bệnh ung thư. Lúc đến lấy sơn, anh ấy ngỏ ý chở cô về, do còn ngại nên Kitty lắc đầu bảo thôi. Thế nhưng đi vài bước đã đau tay vãi cớt, cô đành quay đầu nở nụ cười nhận lòng tốt của anh chủ cửa hàng. Alex định vào trong nhưng Kitty bảo sơ tốt, bản thân cô ấy vẫn có ý nghĩ đề phòng. Anh đành trở lại xe lấy thêm vài vật dụng cần thiết, để trên hiên rồi lặng lẽ ra về. Kitty bắt đầu sơn lại sàn nhà bằng màu vàng chanh tươi tắn, dâu là vị khách đầu tiên được cô ấy mời vào nhà. Kết dự định sẽ ở lại đây một thời gian nữa, khi nào có biến thì tính đến chuyện sẽ đánh bài chuồn. Câu chuyện ngày hôm đó vẫn thường xuyên ám ảnh tâm trí, nó khiến cô ấy thường bật dậy vào lúc nửa đêm. Alex thì hì hục sửa lại cái xe đạp cũ, nửa đêm mang đến để nó trước nhà. Kitty đọc được lời nhắn thì có phần không vừa ý, ngay lập tức mang đến nhà Alex trả lại. Dù anh rất tốt nhưng tôi không có nhu cầu cần giúp đỡ, Alex đứng ngớ người nhìn cô gái ngấm nguẩy rời đi. Trở về nhà, kết phàn nàn với dâu về điều đó, cô ấy liền bảo chẳng có gì mờ ám ở đây. Chỉ là dân vùng này người ta tốt tính, bản thân cô cũng hay nhận được những món quà. Kitty gãi đầu biết rằng mình phản ứng có phần thái quá, nên tìm đến Alex nói lời xin lỗi vào sáng hôm sau. Thế nhưng anh giận rồi nên lạnh lùng lắm, bảo cô gái sẽ không có lần thứ hai. Bên ngoài có vài cảnh sát khiến Kitty chú ý, đúng lúc ấy cô thấy một cậu bé ngã xuống dòng sông. Không chút chậm trễ, Kitty hét lên cảnh báo, nhờ đó mà Alex kịp thời cứu được con. Sự việc xảy ra khiến cả hai bỏ qua mâu thuẫn, Kitty vui vẻ nhận cái xe đạp trở về nhà. Kevin theo manh mối thu thập được đã bắt đầu điều chỉnh hình ảnh nhận diện Erin, anh ta quyết tâm phá bằng được vụ án. Trong khi lệnh truy nã của mình bị dán khắp nơi, Kitty không hề hay biết vẫn vui vẻ cùng gia đình Alex đi biển. Đón những con sóng, họ cười đùa thoải mái, dù là khoảnh khắc nhưng Kitty đã tạm quên bi kịch cuộc đời. Cậu nhóc Josh có vẻ chống đối bố, bảo đợi thay pin chụp con cá mà nó thả mất tiêu. Alex thở dài bất lực tâm sự với Kitty, anh cho rằng thằng bé vẫn còn nhớ mẹ. Kitty nghe vậy liền lân la tới gần Josh ăn câu chuyện, thế nhưng đứa trẻ vẫn cố tình phớt lờ chẳng thèm nghe. Thế là thôi, cô quay về tâm sự với bố nó, Alex kể nhiều mà Kitty không tiết lộ điều gì. Một ngày dài tuy mệt mà vui, Alex chở Kitty về được cô mời vào xem cái sàn nhà mới. Có điều tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Alex vừa bước lên sàn đã thủng một lỗ.
George ngồi ngoài xe cứ sợ bà cô sẽ ăn thịt mất bố. Ly xe thấy người lớn thân thiết thì lại khẽ nở nụ cười. Viên thanh tra vẫn miệt mài đi dò la tin tức, gặp bà lão có quả đầu giống nghi phạm thì chắc bẩm có liên quan. Chỉ có điều bà thấy phiền chết đi được, nhìn thấy lần thứ hai là dắt chồng vào nhà ngủ trưa. Nửa đêm Kitty lang thang dạo mát, bà chủ nhìn thấy liền gọi xuống xiên cá về mà ăn. Có chút bối rối nhưng rồi cô cũng thử, được con to liền gói giấy báo mang tặng cho Alex. Thấy đèn vàng anh liền nhẹ nhàng ngỏ ý, dù Kitty mai đi câu với mình. Họ chèo thuyền vào khu đầm lầy sâu trong rừng rú, Kitty có phần chóng ngợp vì vẻ đẹp tự nhiên. Một lát sau trời mưa tầm tã, sợ lộn đò lên Alex dắt Kitty chạy vào núp dưới một gốc cây. Sét đánh cái đùng khiến cả hai giật thót người lại, Alex vác theo Kitty đi đường tắt đến một thị trấn gần đó. Họ ngồi ăn tới khi trời tối mịt, Alex gọi thanh toán nhưng chẳng có ai nghe, anh liền bật nhạc lấy cảm hứng đung đưa. Hai con người từng bị tổn thương giờ xích lại gần nhau thêm chút nữa, cháo dâng đến mồm thì bên ngoài có ánh đèn xe. Hóa ra là bạn của Alex đến đón, cái thằng báo đời không biết chọn thời điểm gì hết trơn. Đưa Kitty về nhà, Alex mới thực hiện nốt điều giang dở, dắt Kitty ra sau gốc cây mà hôn hít tít mù. Đêm hôm đó cả hai đều khó ngủ, Alex mở cửa đến căn phòng của vợ khi xưa. Anh không ngờ George theo sau chất vấn, chỗ của mẹ bố lén lút làm gì ở đây. Có vẻ như thằng bé vẫn chưa quên được nỗi buồn quá khứ, thấy Alex có động thái lạ là lo sợ bố lấy vợ hai. Viên thanh tra dành cả đêm nằm ở hiện trường vụ án, nhặt được tờ giấy viết tay anh ta liền đối chiếu với bức thư của người hàng xóm. Dù Kevin quả quyết bà ấy có liên quan đến việc Erin biến mất, nhưng bản thân bà vẫn chẳng khai lấy một câu. Kitty gọi về báo tin đã đến nơi an toàn, nhưng không hề biết vẫn đang bị lùng sục cắt gao. Tình yêu của cô với Alex ngày càng nở rộ, thò đầu khỏi cửa hôn nhau tự nhiên như rồi. Ăn tối xong, Kitty còn ngỏ ý mời Alex vào xem cái sàn mình đã sửa, nhưng mục đích chính là xem chửa rồi thì có đẻ được không. Đang mặn nồng như thế thì Alex phát hiện tin dữ, tờ truy nã Kitty được dán ở trụ sở của địa phương. Đang bận lễ hội nên có vẻ như không ai quan tâm đến nó, anh liền giật xuống lấy cớ chạy về nhà. Quả nhiên khi anh ấy gọi Erin thì Kitty quay lại, việc đến nước này khiến cô chẳng biết giải thích làm sao. Alex cũng bối rối và giận dữ, không nghe giải thích mà cảnh báo Kitty hãy rời khỏi đây trước khi cảnh sát phát hiện ra. Cùng lúc đó Kevin cũng bị sếp gọi vào phòng trách mắng, ông chất vấn tờ truy nã như này là sao. Thấy cấp dưới đi làm mà lúc nào cũng vác theo chai rượu, ông ấy ngay lập tức đình chỉ công tác đợi ngày phán quyết. Kevin bật khóc cầu xin sếp, khẳng định rằng mình phải tìm bằng được Erin. Mọi chuyện dần dần sáng tỏ, thì ra cô ấy chẳng phải nghi phạm giết người. Erin đã từng là vợ của Kevin, thế nhưng cuộc hôn nhân đó ngột ngạt vô cùng. Kevin thường uống rượu rồi lấy vợ làm bao cát, trong một lần xô xát cô ấy đã phản kháng và bỏ đi. Do thứ tình yêu mù quáng nên Kevin bất chấp dùng mọi cách, thậm chí dùng cả quyền hạn trong cơ quan cảnh sát để bắt vợ về. Kitty lúc này vô cùng hoảng loạn, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi. Dẫu không biết chuyện gì đang xảy ra với người hàng xóm, nhưng vẫn khuyên Kitty nên ở lại để đối mặt với nó. Cô ấy cho rằng việc chạy trốn có thể là cách dễ dàng nhất, thế nhưng biết bao giờ mới tìm được điểm dừng chân. Alex thất thần nhìn qua ô cửa kính, và rồi anh quyết định đến gặp Kitty để hỏi rõ ngọn ngành. Thấy ngôi nhà chồng anh mới vội vàng chạy tới bến tàu, cũng may vừa kịp lúc để ngăn cản Kitty. Sau lời xin lỗi, Alex mong Kitty hãy ở lại, có rắc rối gì cứ bình tĩnh kể cho anh nghe. Kitty chỉ lắc đầu hoang mang sợ hãi, cô biết rằng thằng chồng mình chắc chắn sẽ lại tìm đến nơi. Bản thân Kitty không muốn Alex và gia đình anh ấy rơi vào rắc rối, Alex liền ôm cô ấy vào lòng trấn an, không nơi nào trên thế giới an toàn hơn ở bên anh. Nghe vậy Kitty cũng phần nào trấn tĩnh, quyết định ở lại đối mặt với sóng gió sắp xảy ra. Kevin nửa đêm đột nhập vào nhà hàng xóm, bị tức quân tịch nên anh ta mới dùng đến hạ sách này. Lục ngăn bàn không tìm được manh mối, Kevin liền nghe lại hộp thư thoại trong suốt tuần qua. Quả nhiên anh ta thấy giọng vợ để lại lời nhắn, cháu an toàn rồi xin bà đừng có lo. Không chút chậm trễ Kevin ghi lại số điện thoại và địa chỉ, rồi lên xe lái một mạch trong đêm. Kitty thì được Alex mang về tận giường, cởi vội áo rồi nghe cô kể về bi kịch quá khứ. Nước mắt rơi nghẹn cổ họng chẳng thể thốt ra thành lời, đó là chuỗi ngày Kitty như phải sống trong địa ngục. Alex liền xoa đầu cô ấy vỗ về an ủi, không sao mà, anh đây rồi. Trong khi đó Kevin vẫn vững vàng tay lái, bên cạnh thì có chai nửa lít đồng hành. Gương mặt anh ta vô cùng giận dữ, chạy khắp nơi cùng những hành động mất kiểm soát. Vào cửa hàng Kevin mua chai rượu, lúc tính tiền liền tranh thủ hỏi tung tích của Erin. Ly xe nhìn xong liền lắc đầu bảo cháu không biết, ánh mắt cô bé rất kiên định nên Kevin đành phải bỏ đi. Trong khi người dân thị trấn đang chuẩn bị cho ngày lễ, Kevin mở xe lấy súng tiến vào dòng người. Anh ta đảo mắt khắp nơi rồi kiểm tra những cô gái tóc vàng cắt ngắn, cũng may lúc đó Kitty không có bên đường. Thế nhưng Kevin nhất quyết không chịu từ bỏ, anh ta tìm kiếm đến tận khi trời đã xế chiều. Và rồi cái cảnh vợ mình nhảy nhót hôn thằng khác lọt vào tầm mắt, gã đau đớn ôm đầu bỏ đi. Cặp đôi không hề biết nguy hiểm đang tới, Alex dẫn con trai đi chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa. Ở nhà lúc này chỉ còn Kitty và một đứa trẻ, Kevin thì vẫn âm thầm theo dõi mục tiêu. Được dâu cảnh báo có kẻ khả nghi xuất hiện, Kitty bật mốt cảnh giác nhưng muộn mất rồi. Kevin từ đằng sau hỏi vọng tới, em cắt tóc ngắn rồi nhỉ, phí phạm ghê. Một nỗi sợ bất giác ngập tràn trong tâm trí, Kitty cố trấn tĩnh mà người vẫn cứ run lên.
Để giữ an toàn cho Lee Seko bảo Kevin ra ngoài nói chuyện, dắt tay vợ về không được anh ta liền móc súng khỏi quần, ý là hậu quả thế nào mày tự hiểu nhé Erin. Thế nhưng thay tên rồi nên Katie không còn sợ nữa, anh hành hạ tôi đủ rồi giờ đến lúc buông tha. Kevin vừa quay đi Katie đã run như cầy sấy, chạy vào nhà càng sợ hãi khi không thấy Lee Seko. Cũng may con bé chỉ ra hiên ngắm pháo, Katie bế nó vào rồi nhanh chóng gọi điện cho Alex trở về. Anh ấy chưa kịp nghe máy thì cô đã thấy cảnh tượng hãi hùng, Kevin lấy vòi xăng tưới hết một góc căn nhà. Katie vội chạy ra nói lời xin lỗi, cô cầu xin Kevin hãy đưa mình trở lại. Thế nhưng đó chỉ là động tác giả, vừa quay người cô ấy đã đẩy hắn ngã xuống dòng sông. Chẳng hiểu vì sao căn nhà đột nhiên bốc lửa, Katie hốt hoảng chạy vào cứu Lee Seko. Alex trông thấy vội vàng khởi động máy, Katie thì bị thằng chồng khống chế từ phía sau. Alex trèo qua xà gỗ lên lầu tìm cách phá cửa, cũng may gỗ đều lên đạp phát là xong. Bên ngoài Katie vất vả vật lộn với thằng chồng khốn nạn, hắn vẫn quát lên, tao cho mày mọi thứ rồi còn muốn gì hơn. Bị bóp cổ Katie không trả lời được, chỉ hoảng loạn mà hét thất thanh. Alex nghe thấy bị phân tâm ngã khỏi hiên nhà, nhịn đau đứng dậy anh động viên con gái dũng cảm nhảy xuống. Vừa lúc Alex bắt được Lee Seko thì một tiếng nổ vang lên, anh hoảng hốt hền nhưng may mắn là Katie không dính đạn. Nhà cháy nãy giờ nhưng hàng xóm chưa thấy ai tới, chỉ có ba người đứng khóc ôm nhau. Kevin không may đắp chiếu bị ném lên xe thùng, bản thân Alex thì cháy mẹ nó cả cơ ngơi. Vậy nhưng may mắn là bi kịch đã đến hồi kết, còn người còn của nên mọi thứ vẫn là ok. Joe nói lời từ biệt với Katie, đã đến lúc cô ấy rời khỏi nơi này. Alex lấy lá thư người vợ quá cố để lại, anh đưa nó cho Katie làm cô ấy vô cùng xúc động. Thì ra trước khi thăng thiên vì bạo bệnh, vợ Alex đã cẩn thận để lại lời nhắn cho dì ghẻ của hai con. Bất ngờ hơn Katie phát hiện ra người đó chính là Joe, thảo nào thấy âm khí nặng mà Katie không biết cảm giác đó là gì. Tình yêu hay hôn nhân luôn cần một đôi cánh tự do, nếu bạn ôm chặt quá sẽ vô tình bóp nó chết vì ngột ngạt. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.